Em chào cả nhà nhé. Hôm nay em sẽ lên chia sẻ với các bác một loạt những cái hàng cho hoa Tết này. Cái số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vừa lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà mọi người nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng bên nhà em thì đều không bao ship mọi người nhé. Phí ship đồng giá là 35.000 một đơn hàng ạ. Sau đây thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng sản phẩm ạ. Giả hàng Pháp hoa Tết thì em về bổ sung nhé cả nhà nhé. Đẹp chưa? Giá đợt này cực kỳ yêu nhé, 300k một bảng, chưa có phí ship ạ. Cái dòng này hoa nở chuẩn Tết này cả nhà này. Giả hàng Pháp nhé. Dòng lan này nó cực kỳ là sai bông. Đây như mọi người nhìn thấy này, hoa của nó cũng tương đối to nhá, có màu tím đậm, cực kỳ thơm luôn. Cái hàng này nó là cái hàng thuần năm thứ 3 nhé cả nhà nhá. Hàng thuần năm thứ 3 ươm ki 100% là thân hoa này. Đây như mọi người nhìn thấy này, 100% thân hoa nhá. Trung bình một bảng thì nó cứ dao động từ 4 đến 6 thân một bảng nhá cả nhà nhá. 4 đến 6 thân. Vì sao lại có cái số thân nó lại lệch như thế đây ạ? Em ví dụ luôn nhá. Cái bảng 4 thân này thì là thân nó rất là dài luôn. Đây em lấy luôn một bảng 4 thân và một bảng 6 thân so sánh luôn cho mọi người. Đây, bảng 4 thân và bảng 6 thân nhá. Bảng 6 thân này là nó sẽ xen kẽ cả ngọn ngắn lẫn ngọn dài, mà chủ yếu của nó là ngọn ngắn nhá. Còn cái bảng 4 thân của nhà em này, thân mập này, tím đậm nhá, thân mập tím đậm mà dài, 4 thân dài đều nhau luôn. Đây mọi người có thể so sánh luôn này. Nhưng mà ngoài 4 cái thân dài đấy ra thì nó vẫn đây này, những cái thân con này, những cái mầm gốc này nó cũng đang lên nhá. Đấy, so sánh thực tế luôn cho mọi người. Bảng 4 thân và bảng 6 thân có giá tiền bằng nhau, đều là 300k một bảng nhá mọi người nhá. Nhưng mà cái bảng 4 thân nó ít thân hơn, nhưng mà thân nó dài, nó to hơn này, thân nó mập hơn này. Đây so sánh luôn thực tế luôn này, thực tế luôn nhá. Còn đây bảng 6 thân thì là thân nó ngắn này. Hàng chuẩn đẹp nhá cả nhà nhá. Trầm rồng đỏ nhà em lại cập bến nhá cả nhà nhá. Hàng hoa Tết này, hoa cực kỳ thơm luôn, phun từ gốc đến ngọn nhá. Cái giá đợt này nhà em về nó yêu hơn nhá, 250.000 một chậu hai mầm. Đây. Giá quá rẻ luôn. Cái dòng này nó là cái dòng hoa Tết nhá cả nhà nhá. Đây mặt hoa của nó đây này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Hoa nở gần như là phun từ gốc đến ngọn. Cái dòng này nó rất là dày hoa, rất là sai hoa nhá, mà hoa cực kỳ thơm luôn. Cái độ bền của nó thì nó phải được khoảng tầm 20 đến 30 ngày cả nhà nhá. Cái dòng này nó là cái dòng ươm ki này, hàng thuần năm thứ 2 nhá. Đây mọi người nhìn này, những cái thân cũ đi ạ, thân hoa cũ đi ạ, nhà nó cắt đi rồi nhá. Đấy, sẽ ra này, bám hết là nhìn cái thành giá thể này rồi này. Trung bình một chậu này nó sẽ có hai thân nhá các bác nhá. Tầm này là mầm nó đang phát triển nhá, cho nên là chiều dài thực tế một thân của nó thì nó cứ khoảng tầm 20 đến 25 cm nhá. Và cái dòng này khi mà mọi người chăm tốt ạ thì cái chiều dài tối đa của nó sẽ được khoảng tầm 1m đến 1m2 nhá. Đây như cái hình ảnh mọi người xem này. Đó, hàng cực kỳ là đẹp luôn nhá. 250k một chậu, được hai thân. Có những chậu nó còn đang lên những cái mầm gốc nữa đây ạ. Mọi người lưu ý giúp em là cái chậu hai thân của nó ạ, nó có cái chậu hai thân đều nhau như thế này. Có nghĩa là hai thân bằng nhau nhá, đều nhau. Hoặc là có những cái chậu nó thân mẹ con như thế này là một thân cao vọt lên nhá và một thân thấp này. Đó, cái này thì tùy sở thích của mỗi người nhá.
các bác đặt hàng thì mọi người lấy cái chậu như thế nào thì mọi người cứ báo rõ cho em để em chốt đơn cho các bác nhé. Tiếp theo em lên một cái dòng hoa hai mùa nữa nhá, thanh đạm Indo này. Đây, một năm cho hai mùa hoa. Cái này thì em đang bán là 350 một chậu nhá. Hàng đẹp mơn man luôn. Mầm gốc còn đang lên chi chít nhá. Đây, cái mặt hoa của thanh đạm Indo này. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Cái dòng này thì hoa của nó rất là bền luôn. Mọi người phải chơi được từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nhá. Hoa có hương thơm nhẹ. Đây, có màu vàng nắng nhá. Màu vàng nắng đây. Cái dòng này thì nó có một cái điểm trừ duy nhất là cái lá của nó sẽ không được đẹp mướt mát 100% nhá cả nhà nhá. Cái lá của nó đây này, nó sẽ không được mướt mát 100%, mà hầu như là cái cây nào nó cũng sẽ một vài cái lá nó sẽ bị như này. Nhưng toàn bộ những cái vết này này nó đều đã khô hết rồi nhá, đều đã xe hết miệng rồi. Một cái chậu như này là em nhớ là Tết năm ngoái ạ, em bán là nó phải không dưới 600.000 nhá. Đây này, đợt này là em nhập được hàng giá rẻ nhá. Nhưng mà cũng cùng cái loại chậu như này mà để mọi người để đến Tết này, đến cái Tết năm nay này thì giá nó cũng sẽ tầm đấy nhá, cũng tầm 600 một chậu đây này, cũng phải tầm 600 một chậu nhá. Bây giờ mọi người mua là rất ok luôn này. Cái thanh đạm này thì một năm nó sẽ cho hai đợt hoa. Một là tầm tháng 6 tháng 7, hai là đợt và đúng Tết nhá, đúng dịp Tết Nguyên Đán đây này. Cái này thì lá nó không được đẹp thế nhưng mà hoa của nó cực kỳ đẹp nhá. Bác nào mà thích chơi hoa dày ấy, một suối hoa như mà em đây này, như cái ảnh này này, thì mọi người ghép từ 2 đến 3 chậu nhá. 2 đến 3 chậu là sẽ có một cái suối hoa dày như thế này. Còn một chậu thì hoa nó chỉ tương đối thôi nhá. Hàng cực kỳ đẹp luôn này. Hàng này về sang chậu cũng rất là đơn giản dễ dàng nhá. Có một cái dòng hoa Tết chia sẻ đến mọi người, nó là cái long tu xuân, hàng thân nù lá mít nhá. Đây, cái hàng này thì nó là cái hàng thuần năm thứ ba ạ. Em đang bán là 250.000 một bảng, chưa có phí ship nhá. Trung bình một bảng thì nó sẽ có khoảng tầm 9 ngọn, bao ngồ cả ngọn ngắn lẫn ngọn dài nhá. Chiều dài trung bình của nó cứ dao động khoảng tầm 10 đến 20cm một ngọn này. Đây, thân mập nhá, béo ngậy luôn này. Cái dòng này thì nó cho hoa chuẩn Tết. Đây, mặt hoa của nó đây các bác nhá. Cánh tím đậm này, họng vàng, lưỡi trắng. Cái dòng này thì tương đối sai bông nhá cả nhà nhá. Tương đối là sai bông. Đấy. Đây này, mọi người nhìn này. Thân của nó cực kỳ mập nhá, to mập luôn. Toàn bộ những hàng này nó đều là hàng thuần rồi, cho nên là về các bác chỉ việc treo thôi nhá. Khoảng tầm 2 đến 3 tháng thì mọi người thay cho em cái túi phân ở đầu này một lần. Hàng thuần năm thứ 3 nhá, 100% là thân hoa ạ. Phi điệp hoa sổ số của nhà em lại về hàng nhá các bác nhá. Vẫn giữ nguyên giá cũ 130k một bảng này. 100% là thân hoa nhá. Đây, trung bình một bảng thì nó sẽ có khoảng tầm 5 mầm nhá, 5 mầm. Hàng đẹp long lanh luôn. Phi điệp hoa sổ số nhá. Đây này. Ám này, mặt ám này và mặt bệt nhá. Đây, mọi người mua về quay sổ số ạ. Đây này, hiện tại đây em đang có một cái mặt bông bẹt đây này. $130 nhá cả nhà nhá. Cái hàng này nó là cái hàng thuần rồi ạ. Nên là về mọi người, đây lưu ý mọi người nhá, mọi người đừng bóc nó ra. Đừng bóc nó ra vì là bóc nó ra thì vô hình chung là mọi người biến nó thành cái hàng kg về, các bác lại phải thuần lại từ đầu nhá. Mọi người muốn ghép gỗ hoặc là cho chậu ấy, mọi người đây cho chậu thì mọi người đặt nguyên cả cái miếng gỗ này vào một cái chậu, hoặc là ghép vào cái miếng lũa của mọi người thì đây ạ, mọi người cưa bớt hai cái đầu đi nhá, cưa bớt hai cái đầu đi rồi mọi người ốp thẳng nó vào, vì nó là cái hàng thuần rồi mọi người, cho nên các bác đừng bóc nó ra nhá. Bóc nó ra này dễ nó đứt nhá, nó sẽ bị chột cây.
mọi người sẽ lại thuần lại từ đầu ạ. Như thế rất là uổng, rất là phí nhá, mất thời gian nữa. Đây này, trung bình nó có khoảng tầm 5 thân một bảng nhá, hàng thân dài này, mập nhá. Cái này thì em cũng có hai loại, một cái là thân dài mập thì nó khoảng tầm 5 thân, còn những cái nào mà nó những cái mầm ngắn ngắn nhá, mầm ngắn ngắn nó khoảng tầm 5-7 cm nhá, như thế này này thì nó sẽ có nhiều hơn, một bảng nó sẽ có khoảng tầm 6-7 thân ạ. Em lên cái dòng châu Thái ra Tết hàng thuần năm thứ năm nhá. Đây này, cây to đẹp luôn. Một cây như này em đang bán với giá là 500.000. Cái dòng này nó cho hoa vào đúng cái thời điểm Tết đấy ạ. Châu Thái hoa nhiều màu nhá. Đây này, trên đây này em có được khoảng tầm chục cái mặt hoa này, một loạt mặt hoa nhá. Hồng cánh sen này, vàng này, nhiều lắm, 500k một cây, chưa bao gồm phí ship nhá. Ship thì em đồng giá là 35.000 ạ. Đây mọi người nhìn này, hàng là lá mít xếp nhá, lá mít xếp đây. Trung bình một cây thì nó cứ được khoảng tầm 5 cặp lá đổ lên nhá, 5 cặp lá đổ lên này. Đây này mọi người nhìn cây này, lá to dày chưa, dễ nhá, bám đầy ở những cái thành chậu rồi nhá. Hàng này thì nó là cái hàng thuần sẵn rồi mọi người, thế nên là về các bác chỉ làm cho em một cái móc, mọi người treo lên là đã có thể chơi được rồi. Hoặc là các bác để nguyên như thế này, để nguyên cả cái cục gỗ này của nó nhá, mọi người sang một cái chậu khác to hơn. Lưu ý là các bác cho vừa giá thể thôi nhá, hạn chế giá thể thôi ạ. Cái này không cần, nó không đòi hỏi quá nhiều giá thể đâu. Đây như mọi người nhìn này, đấy hàng người ta trồng đây này, nó không có giá thể đâu nhưng mà cây nó vẫn phát triển tốt nhá, dễ này, nó ra bám đầy luôn, 500k một cây nhá. Hàng này em bán nó là cái màu hoa sổ số cả nhà nhá, đẹp chưa, nó cứ từ 5 cặp lá đổ lên ạ. Còn nguyên lá gốc nhá, còn nguyên cái lá chân đấy ạ, mi xếp hết nhá. Đây này, những cái cuống hoa cũ của nó đây này các bác này. Đó, cái thời điểm ra hoa của nó thì nó cứ dao động khoảng tầm từ tháng 11 đến tháng 2, tháng 3 âm lịch nhá. Có nghĩa là mọi người mua về, thứ nhất là mình quay sổ số, thứ hai là nó tùy duyên, nhớ đâu lại chọn được một cái chậu hoa nở đúng vào cái dịp Tết âm lịch nhá. Quá tuyệt vời luôn này, cây đẹp chưa. Cái này nó rất là khỏe cây nhá các bác nhá. Đây này mọi người nhìn này, cái lá của nó rất là đanh luôn nhá, cây cứng cáp khỏe lắm. Vanda hoa sổ số nhá cả nhà nhá, hàng về gập lối này. Đấy, giá cực kỳ là yêu thương luôn, 130k một em nhá. Các bác lưu ý giúp em là cái giá này là cái giá chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Cái dòng này thì ưu điểm lớn nhất của nó là size hoa của nó cực kỳ to luôn nhá, cái size bông của nó to lắm. Mà lại cực kỳ nhiều những cái mắt hoa đẹp, bắt mắt này, đây mọi người nhìn này. Trên đây là hơn một chục cái mặt hoa của Vanda nhá. Đó, em đo thực tế luôn cho mọi người. Cái chiều cao một cây Vanda thì nó cứ dao động khoảng tầm 15 đến 17, 18cm nhá. Đây này, thực tế luôn này, để cho mọi người dễ dàng hình dung cái cây thực tế ở bên ngoài nó như thế nào. Không là nhiều khi là mọi người xem cái video này nó qua tivi ạ, thì hình ảnh nó rất dễ bị phóng đại nhá. Đây, cây cực kỳ đẹp luôn, hàng chuẩn, hàng bao đẹp cho mọi người nhá, không có hàng lỗi lá toàn bộ. Những cái này là em đã lọc kỹ cho mọi người rồi nhá, còn lại những cái cây lỗi lá thì em sẽ để em thanh lý ở một video riêng. Cái dòng này nó là cái dòng dễ gió cho nên là cái bộ rễ của nó rất là sum xuê, rất là khỏe nhá. Khi mà mọi người nhận hàng ấy ạ, có những cái rễ nó là rễ già rồi thì mọi người cứ cắt nó đi nhá, để cho nó tức cái rễ non, nó phát triển cây nhá. Xanh mướt luôn, đẹp lắm. Hôm nay em lên chia sẻ với cả nhà một cái dòng lan phong thủy đem lại may mắn tài lộc cho người chơi nhá. Hoàng tử áo đỏ này, hoa nở vào dịp Tết nhá. Đây mặt hoa này, sắc đỏ rực luôn, phù rất là hợp cảnh với lại cái không khí Tết nhá.
120k một cây, chưa bao gồm phí ship. Cái này thì nhìn nó hơi na ná giống cái đai châu nhá các bác nhá. Hàng đẹp chưa? Trung bình một cây này thì nó cứ dao động khoảng tầm 5 cặp lá một cây. Đây. Xanh mướt mát đẹp lắm nhá. Cái dòng này thì cực kỳ dễ chăm. Hàng thuần năm thứ 3 rồi nên đảm bảo với mọi người là nó sẽ cho hoa trong cái năm nay nhá. Ở cái hàng này thì mọi người về mọi người sang chậu cũng được, hoặc là mọi người tách cái nhựa này ra, mọi người cắt cái nhựa này ra, mọi người ghép vào lũa cũng rất là ok nhá. Hàng lá xếp này, bản lá to đẹp nhá.